Chào toàn thể các bác làm thợ nuôi ong nhé. Buổi chiều ngày hôm nay thì ở cơ sở bên em đang đóng những cái đơn hàng vật tư về ngành nuôi ong, đặc biệt là thùng nuôi ong gửi đi cho các bác khách hàng ở tất cả tỉnh thành này. Thì nội dung của video ngày hôm nay thì sẽ giới thiệu cho các bác là về cái chiếc thùng nuôi ong dành cho ong lụi. Thì thời điểm này bác nào mà cần vật tư về ngành nuôi ong hoặc là thùng nuôi ong thì có thể là tham khảo đặt hàng nhé. Số điện thoại em để ở góc màn hình video ấy. Các bác điện đến thì bên cơ sở là lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn miền Bắc mình thì đang trong cái thời điểm là khai thác mật hoa vải thiều ở cái vòng quay đầu tiên, gọi là vòng quay phá đấy. Thì trong cái thời điểm này thì nhiều đàn ong nó bốc quá, nó chia đàn. Thì các bác đang sử dụng về cái thùng nuôi ong này nhiều này các bác ơi. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết về cái mẫu thùng nuôi ong nội địa để cho các bác cùng nắm bắt được nhé. Đầu tiên thì về cái nguyên liệu gỗ để hoàn thiện lên thùng ấy, thì bên cơ sở em là chọn là làm bằng cây gỗ gạo. Đấy, ưu điểm của cây gỗ gạo này các bác biết rồi. Đấy, chúng ta sử dụng thì nó nhẹ này. Cái thứ hai nữa là cái chất gỗ của nó đã được xử lý ngâm thì nó rất là bền, nó sẽ không xảy ra cái tình trạng là bị cong vênh và mối mọt. Và cái thứ ba nữa là giá thành, quan trọng giá thành nó rẻ. Đấy, thì bên cơ sở bán là chỉ có 160.000 đồng trên một cái mẫu thùng nuôi ong này thôi. Đấy, còn ngoài ra thì các bác mua những cái vật tư có thể là để được vào trong thùng, ví dụ như là cầu nuôi ong này. Đấy, chân tầng này, đấy, mũ bảo hộ hoặc là bình khói thì chúng ta đút vào bên trong thì chúng ta sẽ không chịu mất phần phí cước nữa. Còn về cái ván dày của cái thùng này thì là khoảng 1/6 cho tới 1/7 nhé. Đấy, ván khá dày các bạn. Đấy, và một cái thùng thì ngoài ra các bác mua sẽ được tặng kèm theo là một chiếc vanh ngăn. Đấy, chiếc vanh ngăn. Đấy, như thế này chúng ta sẽ được tặng kèm này. Đấy, còn hàng thì các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Đâm ra các bác cứ yên tâm. Đấy, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Thực tế giới thiệu video cho các bác xem như thế nào thì các bác mua về thì các bác kiểm tra đúng như vậy là các bác thanh toán cho người giao hàng là ok thôi. Tất cả cái mẫu thùng nuôi ong bên cơ sở là đều được làm bằng ván liền, ngoại trừ cái phần lắp ở dưới đáy này. Phần đáy, ván đáy thì ghép 3 tấm hoặc là 2 tấm. Đấy, thì nếu mà làm liền một ván được, nhưng mà cái tỷ lệ mà cái thớ gỗ ngang nó bị cong vênh thì bên cơ sở là sẽ chia nhỏ miếng ván ra để đóng làm sao hoàn thiện cho anh em về một cái thùng khá đẹp. Còn thùng nuôi ong ấy thì hoàn thiện xong thì đã trà qua một lớp rồi, sạch sẽ. Đấy, về các bác sử dụng cái gỗ trắng muốt kiểu này thích này. Đấy, và quan trọng nữa thì cái thùng nuôi ong bên cơ sở nhà em là đóng toàn bộ đinh tay hết, và có những cái cửa đằng sau thông gió, là cửa đằng trước cho ong đi làm là hoàn thiện hết, đai đố chỉ chiếc là một cái thùng hoàn thiện như thế này, là về các bác chỉ việc sang ong là các bác nuôi. Đấy, còn kích thước của cái thùng này thì đây là cái mẫu thùng tiêu chuẩn nhé, chiều rộng. Đấy, chiều rộng ở cái phần ngang này thì nó là 26 đấy, còn chiều dài là 20, chiều dài là 42,5, còn chiều cao là 27. Đấy, thì nó đủ tiêu chuẩn để các bác nuôi 5 cầu cho tới là 7 cầu bên trong nhá. Đấy, một video rất là ngắn thôi, giới thiệu cho các bác là về cái thùng nuôi ong dành cho ong lụi. Bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng thì có thể là tham khảo đặt hàng. Số điện thoại để ở góc màn hình video. Bây giờ chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.